Nha, thì hôm nay chúng ta sẽ đi thử một con xe mới, đó là con xe báo tứ bóng đêm. Con xe này thì trong phần Speed Pass á, thì Speed Pass giờ là mùa thứ hai rồi, thì các bạn cũng biết sử dụng cái này rồi, thì các bạn có thể mua cái gói mở rộng trong phần trong web chỗ nạp á. Thì các bạn nhìn qua phần biểu đồ con xe này thì các bạn thấy chống đụng tương đối, biểu đồ của nó. Thì nhiều bạn hỏi sao xe đúp đúp mà không lên được tốc độ, thì các bạn cái lúc xe đúp đúp thì các bạn phải giãn cách giữa hai lần boost ra thì nó mới lên được tốc độ tối đa, đừng có boost hai lần liên tục. Ok, giờ chúng ta vào đua thôi để xem con xe này như thế nào. Bắt mình nhặt làm em chiêu. Ôi top kìa. Nó top ba mấy luôn á. Hôm nay mình đua thường mà cũng gặp mấy bạn hiện thoại cũng chắc lên hiện rank cao quá. Kiếm trận cũng khó là mấy bạn đua thường cho vui. Mấy bạn riêng này cũng top cao lắm rồi nè. Đó ngon skill nè. Ôi, cái này cho mít rồi. Tại mình tự tin quá. Tại mình skill xe mình không cần lấy nitro. Chỗ này bay cũng đơn giản thôi này. Nitro 2 boost. Các bạn bay qua thôi.
Nếu mà không có sự kêu xe thì mình phải delete nhẹ cho đây. Đó. Ok, mình kéo Nitro từ tới đoạn đây nữa. Kéo thẻ Nitro nè. 1, 2. Xe cũng khá là ngon đó các bạn. Cảm giác chạy rất là thuận tay, bám rít cũng rất là tốt. Trận đầu tiên cảm giác là chạy rất cũng rất là sướng á. Xe ngon chứ bộ. Ngon hơn kỳ 1 nhiều. Thì các bạn là bạn có thể tăng cấp sớm bằng cách dùng kim cương đó, thì các bạn sẽ có xài sớm thôi. Mọi chống đụng của nó cũng ok, không nổi yếu hết. Bom Nitro thì tương đối thôi, không gọi là mạnh. Các bạn cùng mình hát Nitro nè. Kênh nào để phát thêm skill xe nữa, một bình rưỡi Nitro. Đầu này kéo Nitro nè. Ok, thì để kéo Nitro các bạn chỉ cần bút nối liền với nhau thôi, đừng để ngắt quãng là kéo được thôi. Thì kỹ thuật này mình đã hướng dẫn rồi, các bạn nào mới xem trên kênh thì có thể vào cơ mình có phần thẩm năng kỹ năng Genius Mobile đó. Có kỹ năng kỹ thuật kéo dài thời gian Nitro bình bút đó, hoặc là còn nhiều kỹ thuật khác nữa. Cái phần chuyển hướng của con xe này hơi yếu, tương đối à. Cái phần boost nó rất khỏe. Time mini boost nó rất là cao nha. Mình thấy time mini boost của con xe này rất là cao. Đúng là thăm mini boost con xe này cao thật luôn á. Nha, mình kéo Nitro xịt rồi. Skill của Beth nữa nè. Ngon. Đánh giá chung thì cảm nhận con xe này thì con này mình về mấy thông số kia thì mình cảm thấy nó tốc độ nữa thì cảm thấy nó khá giống con Ranger, nhưng mà nó nhỉnh hơn con Ranger ở cái phần tiệt chiêu á. Mình thấy tiệt chiêu của con này nó hiệu quả hơn con Ranger nhiều. Thế là mình thấy cái phần time mini boost con này có phần nhỉnh hơn con Ranger một tí nữa.
khá là ngon, một con xe khá là ngon. Tính ra thì nó vẫn yếu hơn con Khải Hiền của con Vinh Quang, bởi cái phần chuyển hướng nó không được cao. Nhưng mà đối với một con xe trong series pass thì mình đánh giá đây là con xe mạnh đó, khá đáng để đầu tư. Cái bộ đồ này là cũng trong phần Speed Pass này, kèm theo này. Xe vậy là ngon rồi, một xe anh vậy là ngon các bạn à, ngon hơn màu đỏ tả nhiều luôn. Bỏ tiền ít thì vậy là quá ok rồi. Có con này thôi là chạy hơi bị mạnh luôn á, gần bèn con cũng mạnh, gần bèn con Khải Hiền với con Vinh Quang rồi, cũng khá là ngon rồi. Với xe hai con kia cũng tốn một đống luôn á. Chạy mấy cái map B này skill best phát huy sướng vậy. Chọn chỗ này các bạn cũng kéo nitro được nè, 1 2 3 nè, nitro 2 boost nha, 1 2 đó, để tạo xe đúp kéo nitro nè đó. Map này các bạn phải cần phải biết mấy cái mẹo như vậy thì có mới kéo tham xuống được. Top 14 luôn. Đúp a đúp là đội ở nước nào ta? Nước nào các bạn? Các bạn để ý ở nước nào? Mình cũng rành đó. Nhớ rồi lại quên. Chua khá là đã luôn, cái nitro này. Map này hầu như nguyên một map là kéo nitro. Nhờ các bạn là hỏi biết kỹ thuật cái dài thời gian nitro. Boost. Mình thấy game này boost, kỹ thuật boost khá là quan trọng. Nitro 2 boost này. Con này tham mini boost khá là ok, mình khá thích những con xe như vậy. Mình đốc cũng ok nữa. Con này chạy cũng khá ngon các bạn. Skill khai xe thì nó phát huy hơi thấp tí. Tỷ lệ phát huy skill của con xe này hơi thấp. Ok, thì clip của mình cũng đến đây thôi. Các bạn xem thì thích thì có thể nhấn like giúp mình nha. Và có thể nhấn chuông thông báo để lần ra clip các bạn vào coi luôn. Comment mình có thể trả lời luôn. Tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye bye.